Chân dung chị đại dân xã hội ở Hà Nội vừa bị bắt. Dung thà là người có trình độ học vấn, song người phụ nữ này lại là một dân anh chị, có mối quan hệ xã hội phức tạp. Từng vướng lao lý vì điều hành đường dây mại dâm quy mô lớn. Ngày 27 tháng 11, được biết, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1966, tức Dung Thà, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, rạng sáng ngày 24 tháng 11, các trinh sát bất ngờ kiểm tra quán Ba Never Sleep Games ở số 80 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, phát hiện ba bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một túi ni lông chứa 5 viên nén dạng thuốc lắc, hai túi ni lông chứa ma túy dạng ketamine và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ, đưa 25 đối tượng gồm 16 khách và 9 nhân viên có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh, sinh năm 1993, tại phường Văn Miếu, Đống Đa và Tạ Văn Tuấn Anh, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Thái Bình, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1984, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm xác định, bữa tiệc ma túy trên được Nguyễn Ngọc Dung tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh. Theo hồ sơ của cảnh sát, Nguyễn Ngọc Dung từng tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính trong 10 năm. Thời gian này, Nguyễn Ngọc Dung kết hôn với Ngô Văn Thà và từ đó có biệt danh Dung Thà. Những năm 1990, vợ chồng Dung nổi tiếng khắp thủ đô khi sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển từ quý 3. Cặp vợ chồng này còn đầu tư ở bất động sản nhiều nơi và xây khách sạn công Dung. Năm 1998, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn bậc nhất thời điểm đó tại khách sạn công Dung, quận Tây Hồ, do vợ chồng Dung Thà điều hành. Vụ án khi đó đã gây chấn động dư luận khi cầm đầu đường dây mại dâm là những người có học thức. Chủ khách sạn công Dung là Ngô Văn Thà, có bằng thạc sĩ luật học. Nguyễn Ngọc Dung, cử nhân kinh tế, lúc bị bắt đang là cán bộ vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính. Phía tòa án sau đó tuyên Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù, Ngô Văn Thà lĩnh 19 năm tù.